tức là chúng ta tỉnh táo, không có bị trạng thái mê ngủ trong cuộc đời thì được gọi là tỉnh thức. Đây, thì ở đây chúng ta lại thấy một điều là thế chúng ta vẫn đang tỉnh đấy. Chúng ta lại có một cái lập luận chúng ta vẫn đang tỉnh đấy. Thì bây giờ chúng ta lại phải đưa đến một cái những cái hiện tượng ngoài sự vật, hiện tượng ngoài đời sống này. Mấy cái anh chàng say rượu có bao giờ nhận mình say không? Anh ta đang uống rượu nhá, đang cụng ly nhá, đang 100% nhá, xong rồi bảo mày sắp say rồi đó. Tao làm sao say được, tao còn tỉnh mày mà. Sau một tiếng đồng hồ sau anh say rồi, mình cụng ly mà không, tao bây giờ còn tỉnh hơn từ nãy. Đó. Như vậy là chúng ta mới thấy là người say thì không biết mình say. Người say thì lúc nào cũng nghĩ mình tỉnh. Đó, rồi chúng ta lại nhìn tiếp một cái hiện tượng này. Cái người mà họ nhiều thói hư tật xấu ấy, hay tự ái, hay giận lẫy. Cái mình nói mày hay tự ái hay giận lẫy, không, tao có tự ái bao giờ đâu. Tao có giận ai bao giờ đâu. Lâu lâu tao nóng một tí thôi chứ tao chẳng giận ai bao giờ, tao chả để bụng ai cái gì cả. Nhưng mà hỏi ra một hồi ngồi khóc hu hu, toàn tổn thương thôi. Đó. Như vậy là một cái người giận lẫy, tự ái, nhiều tổn thương, họ cũng không công nhận họ bị tự ái, giận lẫy, tổn thương. Một cái người thường xuyên say, họ cũng không bao giờ công nhận tôi đang say. Và lưu ý một hiện tượng này rất đông này. Trong các cái tội phạm hình sự, người ta thống kê ra được một điều là gần như 90% các tội phạm hình sự, họ luôn nghĩ là họ giết người một cách đúng đắn. Nó đi, nó giết người, nhưng mà nó lại nghĩ là nó đang giết người một cách đúng đắn. Nó bảo nó giết mấy thằng đó là mấy thằng có tội nên nó mới giết. Đó, các bạn hình dung chưa? Đấy. Tức là ngay cả một cái người đi giết người họ còn không công nhận họ sai. Và bây giờ bắt đầu mở rộng ra này. Chúng ta là một người tạm gọi là bình thường đi. Tạm gọi là bình thường, không dám nói là người bất thường. Vậy tại sao lâu lâu chúng ta cứ phải đi giải trí? Và tại sao lâu lâu chúng ta phải uống thuốc an thần, uống thuốc ngủ cho dễ ngủ? Chúng ta mệt mỏi chúng ta phải uống một tí thuốc an thần. Đặc biệt ở bên Mỹ, bên Nhật, bên Hàn Quốc là thuốc an thần bán cực kỳ chạy. Thì tại sao chúng ta lại phải đi giải trí? Có phải trong đầu của chúng ta nó thối trí không? Nó thối trí thì mới phải đi giải trí chứ. Các bạn thấy chưa? Thì những cái hiện tượng thối trí, những cái hiện tượng say mà không biết mình say, những cái hiện tượng mình bị tổn thương mà mình không hề nhận mình là tổn thương, mình hay nóng giận mà không hề nhận mình là đang nóng giận, thì đó là một dạng của thiếu tỉnh thức. Tức là mình không có tỉnh với chính mình không có thức với chính mình. Mình vẫn đang mê lầm về mình vẫn đang nhận định sai về mình, thì không thể nào gọi là có tỉnh thức được. Đó. Rồi bây giờ hỏi các bạn này, tại sao chúng ta cả đời lao đi kiếm tiền nhiều thế? Có phải lao cả đời lao đi kiếm tiền nhiều thế, hình như chúng ta có một chút nào đó quan điểm mê lầm về đồng tiền không? Có một chút gì đó mình si mê về đồng tiền không? Nếu mà mình mê lầm, mình si mê về nó thì mình mới lao vào nó nhiều thế chứ. Như vậy là đối với đồng tiền có chắc là mình tỉnh thức không? Thấy đúng chưa? Nên trên quan điểm của các bậc thánh nhân nhá, nếu mà của đúng lời Phật dạy, thì thế giới của chúng ta là thế giới của không tỉnh thức. Kể cả các người chúng ta đang nhận là tỉnh, giống như tôi và các bạn đang ngồi đây, Đức Phật, Phật gọi đó là chưa tỉnh thức, Đức Phật gọi đó là vô minh. Trong 12 nhân duyên, vô minh đứng đầu. Vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc sinh lục nhập sinh xúc thọ ái. Cái ái của chúng ta chính là lòng mong cầu, lòng tham muốn. Nó dẫn đến chúng ta tham tiền, tham tình, tham đủ thứ, tham chức vụ, đấu đá, lợi ích nhóm đủ thứ. Chỉ biết vun vén cho cái cá nhân của mình ấy, mà chúng ta đang tự nhận đó là chúng ta thành đạt ấy. Người nào vun vén được nhiều gọi là thành đạt ấy. Đó, thì nó đều thuộc một cái chi phần gọi là chi phần tham ái. Đó. Đó, gọi là yêu ghét đấy. Cuộc đời của chúng ta yêu ghét nó chi phối rất nhiều.
mà còn bị dính vào cái anh chàng yêu ghét nó chi phối cuộc đời của mình là chúng ta còn vô minh. Mà còn vô minh tức là không tỉnh thức. Đó. Thì ở đây tôi mới có một cái khái niệm nho nhỏ về trí tuệ cảm xúc. Tức là những cái gì thuộc về chánh niệm tỉnh thức là nó giúp chúng ta rèn luyện cái trí tuệ cảm xúc của chúng ta. Nó làm cho những cái cảm xúc của chúng ta nó không giật dây mình được. Cảm xúc nó không hề giật dây mình được. Mà lúc này trí tuệ nó mới soi sáng đường mình đi. Mình không bị những cái quan điểm định kiến mê lầm nó dắt mình đi. Mình a dua theo đám đông. Mình không bị những cái cơn sóng cảm xúc nó giật dây mình. Tất cả những cái dạng đó là người bắt đầu có cái hành trình rèn luyện trí tuệ cảm xúc. Thì ở đây tôi có ba cái khái niệm. Có ba cái khái niệm liên quan đến trí tuệ cảm xúc. Thì có một cái khái niệm rất sát với tỉnh thức nha. Đầu tiên này, khái niệm số 1 này là năng lực dùng trí tuệ để nhận biết và chuyển hóa cảm xúc. Cảm xúc của mình nó giống như cơn sóng á. Khi mình say, khi mình giận, khi mình tự ái, khi mình lao đi kiếm tiền, đó chính là cảm xúc nó giật dây. Mà chúng ta hay gọi đó là những cái đam mê. Chúng ta hay gọi đó là những cái gì đó là lâng lâng, là phê lắm. Đấy, uống rượu cũng phê mà. Thì đi kiếm tiền cũng phê như thế thôi, khác gì đâu. Rồi quyền lực nó cũng làm cho chúng ta phê như thế. Thế là cái cơn sóng cảm xúc nó nhấn chìm mình. Mà mình không hề biết. Để rồi một thời gian mình lạc vào trong nó, mình trầm cảm, mình mệt mỏi. Mình đạt được thành công mà mình cảm thấy không còn hạnh phúc. Mình có được tiền nhưng mình sao cảm thấy mình bơ vơ với cái đồng tiền đấy. Mình có vẻ trông chênh với cái đồng tiền đấy. Nên các bạn để ý thấy rất nhiều các diễn viên người mẫu kiếm được nhiều tiền ở trên thế giới lại đi tự tử. Là có lý do của nó. Đấy. Nên ở đây này các bạn lưu ý này. Nha. Năng lực trí tuệ để nhận biết và chuyển hóa cảm xúc. Thì năng lực trí tuệ ở đây chính là năng lực tỉnh thức đấy. Chúng ta phải thức, chứ chúng ta không được mê. Mà chúng ta phải tỉnh, chứ chúng ta không được ngủ. Đó, tỉnh táo, không được mê lầm. Đấy. Để dùng trí tuệ soi sáng, nhận diện được những cơn sóng cảm xúc bên trong tâm của chúng ta. Những cái hạt giống thiện hay bất thiện trong tâm của chúng ta. Để rồi chúng ta chuyển hóa nó. Những cái hạt giống độc tố, chúng ta chuyển hóa nó thành sinh tố. Đó. Định nghĩa thứ hai này là những năng lực dùng tâm quan sát để nhận biết và chuyển hóa tâm phản ứng. Chúng ta đụng chuyện là chúng ta hay phản ứng trước vấn đề. Chúng ta phản ứng theo bản năng, chúng ta phản ứng theo định kiến, chúng ta phản ứng theo những gì chúng ta đã học. Chứ chúng ta không có cái năng lực là lặng lẽ quan sát chậm lại. Chỉ để nhìn nhận sự vật hiện tượng thật là khách quan, không đồng hóa mình với nó, mình chỉ lặng lẽ quan sát nó thôi. Chúng ta như một cái camera, chúng ta lặng lẽ quan sát nó. Không phán xét, không phản ứng nó. Thì cái định nghĩa số 2 này này là nó rất sát với chánh niệm. Mà có chánh niệm thì mới có tỉnh thức. Tức là vì không đồng hóa mình với nó nên mình không yêu, không ghét nó, mình không thiên vị nó, mình cũng không chối bỏ nó. Nên cái nhìn của chúng ta trở thành khách quan, trở thành vô tư, trở thành trong sáng. Thì nhờ cái nhìn vô tư, khách quan và trong sáng đó, chúng ta mới nhìn đúng được bản chất thật của sự vật hiện tượng. Thì khi mình nhìn nhận một cách thật là khách quan, sát với cái bản chất thật của sự vật hiện tượng, người ta gọi đó là chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh thức. Các bạn thấy không ha? Và về sau người ta nói tắt đi là người ta dùng mỗi chữ tỉnh thức thôi, chứ đầy đủ nó là 4 chữ. Vì cái này nó sinh ra cái thằng kia.